mời chị dùng thử nước tương Phú Sĩ của Ajinomoto. Nước tương Phú Sĩ với hương vị hài hòa làm bừng vị ngon rau củ, mang đến món rau tuyệt hảo cho bữa cơm gia đình. Nước tương Phú Sĩ chấm rau ngon, tròn sức khỏe. Ajinomoto. Chào đón tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, được tài trợ với công ty Ajinomoto Việt Nam. Chào Phước Hưng. Chào Kim Thảo. Kim Thảo ơi, hôm nay Phước Hưng đi chợ sớm thấy cá nục rất là tươi nên Phước Hưng mua về để mà làm một món ăn ngày hôm nay để chiêu đãi quý vị khán giả cũng như là Kim Thảo nè. Ồ, nhưng mà không biết là Phước Hưng sẽ chế biến cá nục với lại nguyên liệu gì ha? Hôm nay thì Phước Hưng sẽ kết hợp cá nục với lại nguyên liệu chính, đó chính là dừa tươi và cà chua, sẽ rất là ngon. Ồ, ngày hôm nay Phước Hưng sẽ dùng nước dừa để kho cá luôn. Tại vì bình thường thì Kim Thảo chỉ dùng nước dừa để kho thịt thôi. Chắc chắn là sẽ một cái sự kết hợp rất là ngon. Vậy thì Phước Hưng xin mời quý vị, chúng ta hãy cùng nhau vào bếp với Phước Hưng và Kim Thảo ngày hôm nay để thực hiện món cá nục kho rục. Và để thực hiện cho món cá nục kho rục thì chúng ta cần có 300g cá nục, cà chua, hành tây, tỏi băm, cà bát, ớt bột, nước dừa tươi, một số gia vị thông thường và bột ngọt Ajinomoto. Công đoạn đầu tiên cho món cá nục kho rục thì Phước Hưng hướng dẫn cho quý vị, chúng ta sẽ sơ chế cái phần rau củ trước. Đối với phần cà chua thì Phước Hưng sẽ cắt hạt lựu, chúng ta sẽ bỏ hết phần hạt của nó đi. Bây giờ thì Phước Hưng sẽ cắt hết cái phần hạt lựu cà chua này. Và đối với phần hành tây này thì Phước Hưng cũng sẽ cắt hạt lựu. Và bây giờ tiếp theo thì Phước Hưng sẽ sơ chế cái nguyên liệu chính của món ăn này, đó chính là cá nục. Để chọn cá như thế nào là ngon á thì Phước Hưng có thể cho Kim Thảo một số những cái mẹo nhỏ được không? Được chứ Kim Thảo, muốn chọn được những cái con cá nục tươi ngon thì quý vị, chúng ta cầm cá lên trên tay mà thấy cá còn săn chắc nè, và cái vảy của cá có cái màu sáng bóng là cá còn tươi, để đảm bảo được đầy đủ chất dinh dưỡng trong cá. Bây giờ chúng ta sẽ cắt làm đôi. Vì đây là món kho rục nên quý vị nên nhớ, chúng ta đừng cắt cái phần cá quá nhỏ thì kho ăn sẽ không ngon. Bây giờ thì phần chảo cũng đã nóng, Hưng sẽ cho vào đây khoảng 2 muỗng canh dầu ăn. Đầu tiên chúng ta sẽ cho tỏi vào phi thơm nè. Cho hết cái phần hành tây mà chúng ta đã cắt hạt lựu vào. Chúng ta xào đến khi nào mà hành tây có cái độ trong nhất định thì được. Tiếp tục Phước Hưng sẽ cho hết cái phần cà chua mà chúng ta đã cắt hạt lựu vào đây nè. Cho hết cái phần cà bát vào xào chung với cà chua luôn. Nhưng mà có cần thiết không Phước Hưng? Tại vì mình có cà chua tươi rồi là ngon rồi mà. Cần thiết chứ Kim Thảo. Và đây cũng là một cái lưu ý cho quý vị khán giả nha. Chúng ta sẽ kết hợp cà chua tươi với cà bát để giúp cho món ăn có màu sắc đẹp và sẽ ngon hơn. Tiếp tục Phước Hưng sẽ cho vào đây là 500ml nước dừa. Phước Hưng sẽ khuấy đều cái phần hỗn hợp cà chua cũng như là nước dừa nè. Cho vào đây là 2 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon heo, 1 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto nè, 1/4 muỗng cà phê muối. Cho vào đây một ít tiêu, nửa muỗng cà phê ớt bột. Và bây giờ Phước Hưng sẽ cho hết cái phần cá nục vào trong cái hỗn hợp để chúng ta kho. Đây, chúng ta sẽ kho với lửa vừa và đậy nắp vung lại, giúp cho thịt cá săn chắc nè và cái phần xương sẽ nhừ ra luôn. Và ở đây Phước Hưng cũng đã chuẩn bị sẵn một cái dĩa để chúng ta trình bày ra món ăn. Phước Hưng cũng đã chuẩn bị một ít rau sống để chúng ta ăn kèm. Wow, nhìn hấp dẫn quá. Trang trí một ít hành lá mà. Vậy là món cá nục kho rục của chúng ta đến đây đã hoàn tất rồi. Rất là hấp dẫn đúng không Kim Thảo? Đúng rồi. Phước Hưng cũng đã chuẩn bị sẵn cho Kim Thảo một ít rồi. Mời Kim Thảo. Cảm ơn Phước Hưng. Thưa quý vị, món cá kho ngày hôm nay rất là thơm. Thịt cá thì mềm, ngọt, kết hợp với vị chua chua nhẹ nhẹ của cà chua. Và thịt cá thì thấm gia vị, ăn rất là đậm đà. Và khi kết hợp với rau thơm nữa thì Kim Thảo nghĩ rằng là chúng ta sẽ rất là tốn cơm luôn. Cảm ơn Phước Hưng ngày hôm nay đã giới thiệu cho Kim Thảo cùng với tất cả quý vị khán giả món cá nục kho rục nha. Cá nục không chỉ ngon không đâu quý vị, mà rất là tốt cho tim mạch nè, rất là giàu protein. Khi mà chúng ta ăn thì đầy đủ chất dinh dưỡng sẽ rất là tốt. Khi mà quý vị kho cá nục thì chúng ta kết hợp chung với cà chua để tăng thêm hương vị ngon cho món ăn, cũng như là bổ sung thêm rất là nhiều vitamin A và vitamin C, rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Và Phước Hưng tin rằng là quý vị sẽ hài lòng với món kho ngày hôm nay. Để xem lại chương trình ngày hôm nay, quý vị có thể truy cập vào trang web mongonmoingay.com. Đến đây thì đầu bếp Phước Hưng cùng với Kim Thảo sẽ được nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị và hẹn gặp lại.